Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh thông tin đất nền Nhơn Trạch xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một thửa đất đang chào bán tại sàn giao dịch đất nền Nhơn Trạch như sau. Thông tin thửa đất. Thửa đất số 385 thuộc tờ bản đồ 74, thửa đất nằm bám mặt tiền đường Hùng Vương thuộc xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thửa đất có diện tích 143,4m2, trong đó 100m2 đất thổ cư và 43,4m2 đất cây lâu năm. 43,4m2 đất cây lâu năm thuộc phần hành lang an toàn giao thông. Diện tích này có ghi trong sổ hồng, vẫn được phép xây dựng nhưng không được xây kiên cố, khi thu hồi sẽ được đền bù theo quy định. Thửa đất có mặt tiền bám đường Hùng Vương rộng 5m và chiều dài 28,7m. Thửa đất đã được cấp sổ hồng riêng, tên cá nhân, khi mua bán có thể công chứng sang tên được ngay. Thửa đất hướng đông bắc, đường trước đất có lộ giới 35m. Đường Hùng Vương là tuyến đường huyết mạch dài nhất Nhơn Trạch chạy xuyên qua hầu hết các xã của huyện Nhơn Trạch và kết nối đồng bộ với các tuyến đường khác của huyện và khu vực. Đường link vị trí thửa đất định vị trên Google Map cũng được chúng tôi đặt ở dưới clip này. Quý vị có thể kích vào đường link đó để chỉ đường đến thửa đất. Quý vị quan tâm đến thửa đất này xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hoặc truy cập vào đường link phía dưới clip này để biết thêm thông tin chi tiết về thửa đất và giá cả thửa đất. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị có nhu cầu mua bán đất tại Nhơn Trạch hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận những clip mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận được tất cả những clip mà chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn.